Gió mùa thu anh du em ngủ rồi anh cạy cửa anh đi. Canh me mãi cuối cùng anh ba trà cú mới trốn được nóc nhà để đi nghịch ngu cùng hảo anh em thái dối. Muốn biết ngày hôm nay hai anh báo thủ sẽ đi đâu, làm gì và còn những câu chuyện thú vị nào sắp được bật mí, hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Clara vui nhộn bình luận, chị là người đầu tiên khiến em phải bình luận. U là trời thật vinh hạnh quá đi. Cái cảm giác là người đầu tiên của ai đó nó phê lắm mọi người ạ. Tiếp theo bạn siêu cấp báo 1997 bình luận, sau khi chị đọc dòng này, chị đã mất 3 lượt đăng ký. Ơ kìa, đọc được câu trên đang vui, tự nhiên đọc đến câu này thấy suy sụp luôn. Các bạn cứ đòi bỏ đăng ký thế này thì chị lấy đâu ra động lực mà làm video nữa. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Nhân vật đầu tiên sẽ đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là anh Hải Gióng. Hiện tại anh Hải đang có mặt ở vùng biển Bình Hưng. Chưa gì đã thấy anh nhăm nhăm trên tay vũ khí để xiên cá rồi. Công nhận chỗ này nhiều cá trà bu với cá trà bạc thật đấy. Bơi theo chúng nó mà anh thấy chóng mặt luôn. Nếu các bạn đang thắc mắc lý do mà anh Hải xách đít tới tận đây là gì, thì đơn giản là mình thích thì mình nhích thôi. Năm nay đã U40 rồi nhưng vì mải mê với việc khám phá các vùng đất mới, anh Hải vẫn chưa tìm kiếm cho mình được một tri kỷ. Nhưng trong cái rủi lại có cái xui, à nhầm cái may. Đó là anh được tự do làm những gì mình muốn. Dạo này thấy cuộc sống yên bình quá nên chẳng suy nghĩ nhiều, anh sắp xếp đồ đạc phi thẳng tới vùng biển này cho cuộc đời nó sóng gió lên tí. Cứ nhìn cái cách anh tự tin bắt lấy từng con cá là mèo biết ngay dân chuyên rồi. Giá mà lúc tán gái anh cũng tự tin được như vậy. Cứ tưởng ngần ấy là đã đủ cho anh ăn bữa tối nay nhưng không. Người ta có câu lòng tham con người là vô đáy quả không sai mà. Chỉ thấy anh Hải tiếp tục di chuyển ra xa hơn. Có vẻ những con cá xấu số trước mặt vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đã gần kề nên trông chúng hồn nhiên trên cao nguyên lắm. Nếu biết mục đích hôm nay anh Hải xuất hiện ở đây chắc chẳng con nào còn bình tĩnh được thế đâu. Do có quá nhiều sự lựa chọn nên đôi khi anh hơi khó đưa ra quyết định xem sẽ đưa con cá nào lên bờ chơi trò nấu ăn cùng. Vậy nên chốt lại là anh sẽ không săn bắt bừa bãi nữa mà chỉ tập trung vào con nào to và khỏe nhất. Như vậy mới xứng đáng với công sức mà anh Hải bỏ ra từ sáng tới giờ. Nhân tiện trong lúc đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, anh sẽ tâm sự với mọi người về những trăn trở trong lòng mình. Chắc hẳn đến tuổi này rồi, không nói thì ai cũng biết ông bà bố thúc giục anh lấy vợ đến nhường nào. Nhưng khổ cái là người anh thích lại không thích anh, mà người thích anh thì lại không có. Vậy nên không phải anh Hải không cố gắng mà do số phận đã an bài rằng anh chỉ phù hợp sống một mình thôi. Ngoài ra có thêm một lý do nữa mà anh cho rằng ảnh hưởng không nhỏ tới hành trình tìm kiếm tình yêu của mình. Đó là căn bệnh viêm màng túi quái ác. Nó vẫn đang đeo bám anh từ ngày này qua tháng nọ. Chẳng vậy mà người ta mới bảo, trai tơ lại lấy gái tơ, đi đâu mà vội mà vợ ông già tóc bạc phơ phơ, lắm tiền nhiều của gái tơ liều mình. Giá mà anh giàu hơn một chút thì mọi chuyện đã dễ dàng. Chứ nói thật là ngoài mấy con cá này ra, anh chỉ còn cái khố dài sống qua ngày. Có ai nghe anh Hải tâm sự mà thấy thương giống mèo không? Tự nhiên cảm thấy cuộc sống của mình còn tốt đẹp chán. Mặc dù không có người yêu nhưng ít ra vẫn có những bạn khán giả luôn yêu thương và ủng hộ. Không những thế, đồng lương ít ỏi hàng tháng vẫn đủ để mua thịt chứ không đến mức phải ăn cá quanh năm suốt tháng giống anh Hải. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Biết đâu cuộc đời anh Hải Gióng lại giống lời bài hát gì mà khổ trước sướng sau thế mới giàu ấy. Quay lại với nội dung chính, sau khi đã có cho mình 3 con cá ưng ý, anh nhanh chóng di chuyển lên thuyền và đi tới vị trí khác. Mèo cứ tưởng anh đang trên đường trở về nhà nhưng thì ra là cú lừa. Chỉ thấy anh tiếp tục phi thân xuống nước. Thì ra đây là mẹo mà anh Hải đã sử dụng suốt trong những năm qua. Anh giải thích rằng nếu cứ chỉ săn bắt ở một chỗ, bọn cá sẽ tự động bảo nhau tránh xa khu vực ấy ra. Vậy nên cứ thỉnh thoảng anh sẽ lại di chuyển đi nơi khác. Lúc ấy bọn cá bị tấn công bất ngờ có mà thoát đằng trời. Anh này trông vậy mà thông minh ra phết các bạn ạ. Bằng chứng là anh vừa thành công kết nạp thêm một thành viên vào đội. Con cá lần này to hơn hẳn 3 con trước đó. Nếu không có gì thay đổi thì bữa tối nay anh yên tâm là no căng cái bụng rồi. Chắc hẳn những bạn thuộc team mê cá mà nhìn thấy những đàn cá đang tung tăng trước mặt sẽ ham lắm cho mà xem. Nhưng đáng tiếc là hiện tại anh Hải vẫn chưa có nhu cầu nhận thêm đệ tử. Không thì mèo cũng bảo mọi người đăng ký để được theo chân anh đi săn bắt rồi. Khi đã cảm thấy hài lòng với thành quả là 4 con cá siêu to khổng lồ, anh Hải nhanh chóng leo lại lên thuyền và tháo bỏ đồ nghề. Và lại hùng hục từ sáng đến giờ anh cũng hơi cá đuối rồi. Con người chứ có phải con trâu đâu mà không biết mệt. Lúc này chúng ta mới có thời gian quan sát xung quanh. Có thể thấy vùng biển này khá hoang sơ vắng vẻ, rất thích hợp cho những bạn hay thích đi chữa lành. Cá nhân anh Hải thì chẳng rách chỗ nào nhưng vì người hướng nội nên anh vẫn lựa chọn tới đây. Kế hoạch tiếp theo chắc là anh sẽ tìm cách làm thịt mấy con cá này càng nhanh gọn càng tốt. Sau đó chọn lấy một vị trí bằng phẳng để tiến hành nhóm bếp làm món cá nướng chui. Mới nghĩ thôi mà anh đã không kìm được nuốt nước miếng ừng ực. Ở bên này, anh ba trà cú và anh thái dối xem được video của anh Hải nên kém miếng khó chịu.
Lợi dụng lúc con vợ đang say giấc, các anh đã rủ nhau trốn vào rừng nghịch ngu. Nơi này thì dĩ nhiên không có con cá nào, nhưng bù lại ẩn hiện đâu đó là những chiếc tổ ong siêu to khổng lồ. Cứ nghĩ tới những giọt mật ong ngọt ngào sánh quyện là hai cái dạ dày sôi lên ùng ục. Không mất quá nhiều thời gian, ai cũng đã bắt tay vào việc. Trong lúc anh ba đi hái lá rừng để làm thành đúc khói giúp xua đuổi đàn ong thì anh Thái nhận nhiệm vụ trèo cây. Nhìn những đôi bàn tay thoăn thoắt là biết hai anh này dân chuyên rồi. Đúng là ở đâu người ta sẽ quen đấy. Bây giờ mà bảo mèo đi lấy tổ ong như này thì còn đúng cái nịt. Một con ong mèo còn sợ hốt cả hền chứ nói gì đến cả đàn. Vậy là với đầy đủ đồ nghề trong tay, hai anh báo tự tin tiến lên phía trước. Các anh đi tới đâu, làn khói lan ra tới ấy. Anh ba cho biết đây là phương pháp vừa đơn giản lại hiệu quả mà anh được ông cha truyền dạy. Mùi khói từ loại lá rừng này sẽ khiến bọn ong khó chịu và tránh đi thật xa. Đối với những con nào lì lợm vẫn cố bám trụ lại tổ thì chỉ cần dùng đuốc gạt một đường là xong. Mèo thì chưa có ý định đi lấy tổ ong nên chỉ nghe rồi để đấy thôi. Còn những bạn nào đã đang và sẽ có nguyện vọng thực hiện công việc này thì nên tham khảo nha. Thấy anh ba bảo không hiệu quả không lấy tiền, còn đang tâm sự dở mà cái tổ ong to bự chảng đã hiện ra trước mắt. Anh đành tạm thời dừng ngang câu chuyện để tập trung vào chuyên môn. Với một chiếc xô hứng ở dưới, anh cẩn thận cắt tổ ong thành từng miếng nhỏ. Mặc dù đàn ong vẫn lởn vởn xung quanh nhưng chúng tuyệt nhiên không con nào có ý định trích yêu các anh một cái. Được đà làm tới nên anh ba mạnh tay hơn hẳn. Với số lượng mật thu được hôm nay, mèo đoán cả họ nhà các anh dùng cũng không hết. Khi đã hoàn thành công việc, hai anh lại rủ nhau từ từ leo xuống. Nếu chưa chạm được chân tới mặt đất, họ không bao giờ dám mất tập trung. Vậy là hôm nay, chúng ta đã được theo chân hai báo thủ là anh ba Trà Cú và anh Thái Dối đi thu hoạch một tổ ong mật. Có bạn nào thấy công việc này quá là thú vị giống mèo không? Tuy nhiên, nó vẫn chưa là gì so với kế hoạch mà anh Đạt 09 và Đại Du sắp thực hiện. Nói về hai anh này, người ta nghĩ ngay tới những công trình cực kỳ hoành tráng và độc lạ. Bởi vì đã chuyển hộ khẩu vào tận khu rừng Bình Dương nên cứ thích là các anh đào đất xây nhà mà chẳng cần hỏi ý kiến ai cả. Lần này mèo thấy hai anh đang nhiệt tình lắm, chắc hẳn họ rất tâm huyết với công trình sắp ra mắt đây. Chỉ thấy chưa đầy một ngày, phần móng nhà đã dần hoàn thiện. Nhìn từ trên cao có thể tưởng tượng khi hoàn thành, ngôi nhà sẽ nằm sâu dưới lòng đất chứ không trồi lên như những công trình thông thường. Cũng phải thôi, có bao giờ ý tưởng của anh Đạt với anh Đại nghĩ ra nó được bình thường đâu mà. Sau khi đã hoàn thiện phần mặt ngoài, hai anh lại căng cơ đít thít cơ mông để đào sới sâu vào bên trong. Đây sẽ là không gian sinh hoạt chung, vậy nên cần đốt nến cho có ánh sáng. Mặc dù là cuộc sống trong rừng rậm khá thiếu thốn khó khăn nhưng các anh vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Bằng chứng là họ đã vào rừng kiếm gỗ về và tự tay lắp được một chiếc ghế. Do là xây nhà trong rừng nên nguyên liệu dễ kiếm nhất là gỗ. Cứ cần là các anh sẽ đi chặt cây rồi đem về phần mình ưng ý nhất. Chẳng mấy chốc ngôi nhà đã có thể trở thành chỗ che mưa che nắng. Tuy nhiên đối với hai bộ óc báo thủ bẩm sinh như này vẫn chưa đủ để họ đã cái nư. Các anh tiếp tục ra ngoài và tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ nhất. Anh Đạt bảo xác định sẽ ở đây lâu dài nên cứ làm tốt nhất là được. Cuối cùng cũng là mình hưởng chứ đi đâu mà thiệt. Chưa dừng lại ở đó, họ lại vừa tính toán và đào sới sâu hơn vào khoảng sân nhỏ phía trước. Trông anh Đại Du có vẻ trẻ trung và khỏe khoắn hơn nên anh đảm nhận chính phần đào đất. Trong lúc đó anh Đạt vẫn đang miệt mài với những họa tiết trên tường. Nói chung là mỗi người có một thế mạnh riêng. Anh nào khéo tay hơn thì nhận phần trang trí. Cứ mỗi người một tay một chân như thế, chẳng mấy chốc mà công trình hoàn thành. Xem tới tận đây rồi mà mèo vẫn chưa biết các anh định xây nhà dạng gì. Chỉ biết anh nào cũng tự hào là nó có 102. Trên đời này chưa ai từng sở hữu một căn nhà độc lạ tới vậy. Nghe xong tự nhiên mèo càng tò mò hơn, thật mong chờ tới lúc ngôi nhà xây xong quá đi. Do thiếu thốn về mặt vật liệu xây dựng nên các anh sử dụng một loại đất bùn thay thế cho vôi vữa. Cách sử dụng cũng y hệt, đó là đem một lượng vừa đủ trộn với nước rồi chát mịn lên tường là được. Về cơ bản thành tường đã được các anh làm mịn từ lúc đào sới rồi nên bây giờ phủ đất lên vẫn láng như da em bé. Có lẽ chi tiết mà họ dành nhiều công sức và tâm huyết nhất là khoảng trống nhỏ phía trước sân. Hai anh đã phải cùng nhau đi bộ rất xa mới kiếm về được đủ số lượng đất đá cần thiết. Sau đó sắp xếp chúng xuống dưới cùng. Chưa hết, ở hai bên tường chỗ đường bậc thang đi xuống, các anh sử dụng những viên đá lớn để trang trí. Lúc này trông ngôi nhà đã có phần hiện đại và tiện nghi hơn. Thật không ngờ chỉ với hai bàn tay trắng, các anh đã tậu được cho mình căn nhà đầu tiên ở độ tuổi 30. Chưa dừng lại ở đó, ở phía trên cùng bên phải, anh Đại vừa đào thêm một bể nước nhỏ có đường thông xuống dưới. Đào xong tạm thời để đó bởi các anh còn việc quan trọng hơn cần hoàn thiện. Đó là phủ sơn cho cả căn nhà. Lần này anh Đạt lựa chọn một màu xanh hy vọng. Sơn xong cái trông công trình nó khác bọt hẳn. À thì ra cái phần khoảng trống dưới sân đó là một bể bơi mini trong nhà các bạn ạ. Hai anh sơn màu xanh lên xong bơm nước vào cái là mèo đoán được ngay. Nói về nguồn nước thì chẳng đâu xa lạ mà họ lấy nước về từ con suối gần đó. Nơi này quanh năm chảy xiết nên chẳng bao giờ sợ bể bị cạn. Ngoài ra việc nối trực tiếp nước về nhà như này sẽ giúp các anh không mất công ngày nào cũng đi gánh nước về đổ vào bể. Đúng là người thông minh làm việc nó phải khác. Trong thời gian chờ nước bơm đầy vào bể, họ cùng nhau đi nấu ăn và nạp lại năng lượng sau một ngày dài chăm chỉ.
Hôm nay có nhà mới có khác, bữa ăn cũng sang xịn mịn hơn hẳn. Bình thường toàn ăn rau luộc, nay đã có thịt xào hẳn hoi. Ăn xong bữa cơm các anh còn kịp đánh một giấc thật ngon. Tới khi mở mắt đã là sáng ngày hôm sau. Nước từ suối vẫn đang được bơm ào ào. Nhìn thì có vẻ cái bể cũng đã đầy. Khởi động cơ thể bằng một tách trà ấm rồi cả hai lại đứng dậy làm việc tiếp. Họ nhanh chân chạy vào rừng kiếm về những bụi cỏ tươi xanh mướt. Đây sẽ là món đồ trang trí đơn giản, đẹp mắt mà đặc biệt là không mất tiền mua. Ngoài ra, trong nhà có màu xanh của cỏ cây hoa lá sẽ giúp các anh cảm thấy trong lành và thư thái hơn. Ngay khi xong việc, chẳng ai bảo ai, họ nhảy xuống bể để tắm. Làn nước mát giúp xua tan hết mệt mỏi từ sáng tới giờ. Lúc đầu mèo còn nghĩ xây nhà kiểu thiếu thốn thế này chắc cũng bình thường thôi. Có ai ngờ cái kết lại ngỡ ngàng bật ngửa tới vậy. Phải công nhận tay nghề của anh Đạt 09 và anh Đại Du là không phải dạng vừa đâu. Còn các bạn có cảm nhận thế nào về công trình độc lạ này và có muốn được tới nhà hai anh báo tham quan một lần không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.